quá các bạn ơi. Cái 10 đồng từ quán tôm hùm 32k bên kia qua là mình sạc luôn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hiện tại là mình ở đằng trước cái số 54 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú nha các bạn. Là mình đang sẽ quay cho các bạn cái cận cảnh cái quán tôm càng sống, tôm càng còn bơi luôn các bạn ơi. 32k một lạng của Sói Ca đang bán rất là đông các bạn ơi, kẹt xe luôn kìa, thấy không? Rồi tôm càng rất đẹp các bạn. Ờ, thế nào? Ở phường lớn này cũng 80 ngàn lại chị. 80 hả? Cái này 900 ngàn một lạng các bạn. Cái nhỏ nhỏ này thì 80 ngàn một lạng các bạn. Còn cái trứng mà đen nó chỉ chạm chút đây, tại vì nó qua nhiều quá, từ chiều tới giờ luôn á. Còn cái tôm lớn người ta đặt á, cháu người ai cũng làm, rồi biết rồi, hồi nãy tôm hùm có nhiều loại các bạn, loại lớn cũng có, loại nhỏ cũng có các bạn ơi. Đây là Sói Ca đây. Các bạn thấy đông mức cỡ nào bạn ơi? Mình đang chờ ở đây. Nói chung là rất nguy hiểm các bạn. Tràn ra đường như thế này thì không có tốt. Về lâu về dài thì không có tốt đâu các bạn ơi. Ca này làm từ buổi chiều giờ ướt cả mồ hôi luôn. Có ốc mỡ lớn, ốc mỡ nhỏ nè các bạn, có nhiều loại ốc lắm á. Lần mới bắt đầu thì chỉ bán tôm hùm thôi bạn, lớn nhỏ giờ là có bán ốc hương lớn, ốc hương nhỏ, rồi ốc mỡ. Thank you.
Có khách ngồi ăn tại chỗ các bạn, còn khách đứng chờ thì quá là lâu rồi. Thì mấy ngày hôm nay thì cái thời đó là cái chỗ bán tôm càng xanh càng sống của cái sối ca này, sối ca này thì phải nói là đang hot, rất hot trên YouTube các bạn, rất nhiều cái người đi review về cái quán này các bạn ơi. Thì ngày hôm nay thì mình đến đây để review các bạn vào hôm đêm, như review là mới đầu thì cái này bán chỉ bán tôm hùm thôi bạn, tôm hùm lớn, tôm hùm nhỏ các loại mà nó còn sống còn bơi các bạn, thì mình cũng không vô đó được, nó đông quá vô không được rồi. Thì ui dồi sạch, nói hôm nay thì bán thêm là có nhiều loại ốc các bạn, ốc mỡ lớn này, ốc mỡ này, sò huyết nè các bạn, rồi cua nè, thêm cua nè, cua cua Cà Mau nè các bạn ơi, có ốc thường lớn, ốc nhỏ, giá cũng khá là cao đó các bạn ơi. Không chuyên nhiều ạ, đổ mùi hột luôn ạ. Đi trong nhà đi, đây có dịch vụ giao hàng tận nơi các bạn. Ở địa chỉ này là số 54 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú các bạn. Ở đây phía trước của nó là cái tay ga
phi các bạn. À, quán này thì bán từ bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều tới các bạn, bây giờ 4 giờ chiều tới giờ mà. Là cái số ca kia là bán liên tục tới giờ là các bạn. Phía bên kia thì có một bàn các bạn. Hôm nay thì mình đến đây để review cho các bạn là cái không khí nó tấp nập vào ban đêm của cái quán này thôi. Mình sẽ thử cái món này vào ngày mai các bạn ơi. Không, bây giờ thử, số lượng người thế này thì chờ tới mấy giờ đây? Cho nên mình quyết định là mình sẽ không có mua vào ngày hôm nay, và ngày mai mình sẽ ăn vào tối ngày mai. Tỏi, ớt, bơ các bạn. 32k là 32k một lạng. Tôm hùm là 732k là tôm càng xanh các bạn. Còn tôm hùm là 700 một ký là loại nhỏ. 70.000 một ký là loại nhỏ. Wow. Chưa rõ. Bây giờ mình sẽ nói các bạn cái này là tôm càng sống á, càng tôm sống á là 32.000 một lạng. À, tôm hùm loại nhỏ là 700.000 một ký. Nha, 700.000 một ký các bạn. À, tôm hùm loại lớn là 900.000 một lạng một ký các bạn ơi. Tôm ốc hương lớn là 90.000 một lạng và ốc hương nhỏ là 80.000 một lạng các bạn. Đúng ta. 32.000 một lạng. Làm tôm xong á. À, còn con tôm hùm á, tôm hùm mà loại nhỏ là 700.000 một ký. Ừ, còn tôm hùm loại lớn là bao nhiêu không biết. Cơ biến sẵn luôn rồi. Thực ra một cái con tôm hùm lớn là phải ăn được một con tôm lớn là khoảng 200.000 một con các bạn. Con tôm hùm nhỏ sao không? 32k là một lạng tôm sống á. Dạ. Tôm hùm đi con, tôm hùm loại lớn có 200.000 một con nữa. Và nói không khí bây giờ hiện tại tối chủ nhật các bạn đang rất là đông. Thì mình chỉ review cho các bạn thôi vậy thôi. Không khí cực kỳ đông các bạn, nhưng mà giờ là không ổn rồi.
phải trật tự hơn. Mình sẽ review cái không khí của cái quán này, nó tấp nập như thế nào và nó đông như thế nào. Và hôm nay mình chưa review cái món ăn các bạn ơi. Thì nếu các bạn thấy cái không khí này là nó thực sự rối thì các bạn comment bên dưới nha. Và cái video này các bạn cảm thấy là hay thì bạn cho mình một like, subscribe nha. Xin tạm biệt các bạn. Rất là tội nghiệp cho cái anh chàng xối ca này các bạn. Tôm nhiều loại giá đó các bạn ơi. Tôm 700.000, 800.000. Cua thì 550. Hốc hương cũng có hai loại. Hốc hương, cái tiêu cái này nè. Của em gái này, cái gì nè. Tính tiền luôn đi. Đông quá đông. Hồng mang nhiều luôn. Đó. Bỏ 80. Chị Hậu ơi.